Thanh Sơn, Quỳnh Cun khiến fan phát sốt khi bắt trend tím lịp. Các fan đang tích cực đẩy thuyền cặp đôi Thanh Sơn, Quỳnh Cun hơn khi chứng kiến bộ ảnh mới được chia sẻ trên mạng xã hội. Mới đây, Quỳnh Cun đã chia sẻ loạt ảnh mới cùng Thanh Sơn trên trang cá nhân. Nữ diễn viên còn viết dòng trạng thái: hàng ngàn ngọn nến có thể được thắp sáng bởi một ngọn nến, và cuộc đời của ngọn nến ấy không hề bị tàn lụi, hạnh phúc không bao giờ cạn khi ta biết sẻ chia. Lần này, thay vì tông màu trắng, nữ diễn viên lại lựa chọn chiếc đầm màu tím nhẹ nhàng. Sắc tím năm nay đang rất hot, nhiều sao Việt đã lựa chọn các dạng trang phục khác nhau để bắt trend chuẩn chỉnh. Trong khi đó, Thanh Sơn lại trông lịch lãm và điển trai với suit màu trắng ghi. Đây là phong cách mà nam diễn viên sử dụng thường xuyên trong thời gian gần đây. Anh còn đưa nó trở thành tạo hình cho vai diễn luật sư Sơn của Tình Yêu và Tham Vọng. Bộ ảnh mới của Thanh Sơn và Quỳnh Cun đã nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả, với hàng trăm lượt share và yêu thích. Bên cạnh đó, những fan của cặp đôi này còn đang rất mong chuyện phim giả tình thật của họ trong Đừng Bắt Em Phải Quên trở thành sự thật.